Xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ đến với bài ôn tập của phần Long Ai. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn vào đây nhé. I E I M E I K E I V E I N E. Ok, phần đầu tiên của bài này sẽ là bài nghe và viết. Thì bây giờ các bạn sẽ cùng nghe nhá. A. Sẽ đọc cho mình này. Listen and write. 1. Số 1. L. I. M. Lime. Số 1 của cô người ta đọc cho mình đánh vần đó là L. I. M. Lime. Đúng không? Thì số 1 sẽ là lime. Quả chanh nhá. Số 2 này. 2. H. I hike. Hike. 3. D. I. V. Dive. Dive. 4. L. I. N. Line. Line. 5. Line. B. I. K. Bike. 5 là bike. 6. I m time. 6 là time. 7. 7 này. F. I v 5. 5. 5. 8. 8 này. N. I n 9. 8 thì cô sẽ có là l. I n line. Line. Được chưa? Rồi, thế thì phần này về nhà các bạn cố gắng là nghe lại cho cô và nghe lại người ta đánh vần, và chúng mình sẽ viết vào những ô tương ứng này nhá. Mình có câu từ câu 1 đến câu 8 đúng không nào? Tiếp theo phần sau. Now try these. Listen, unscramble. Phần này yêu cầu mình là nghe và sắp xếp lại từ, sau đó sẽ viết xuống cột ở phía dưới. Đây các bạn nhìn thấy này, những cái từ ở phía trên này đã bị đảo lộn thứ tự rồi đúng không? Việc của chúng ta bây giờ là sắp xếp lại để cho nó đúng thứ tự, thành một từ có nghĩa. Thế thì bây giờ người ta sẽ đọc cho mình để mình sắp xếp lại nhá. Ok, nào. And write. 1. 1 này. D. D. I. M. M. Dime. Dime. 2 nhá. 2. H. I. V. I. V. Hive. Hive. 3. L. I. K. Like. À, số 3 mình có là like. 4. Số 3 là mình sẽ có là like. Người ta đọc cho mình là L, là chữ L cao trước này. Sau đó là đến I, đúng không? I. Sau đến K, like. Được chưa? V. I. N. Vine. 4 thì mình sẽ có là vine. Vine. Được chưa? Rồi, thế thì về nhà các bạn sẽ nghe lại người ta đánh vần âm cho mình và mình sẽ viết từ ở dưới này cho cô nhá. Được chưa nào? Phần ôn lại phần từ mới, đúng không? Were you right? Page 19. Story. B. Rồi, vậy thì phần B của cô sẽ là phần câu chuyện. Bây giờ các bạn sẽ nhìn nhé. Look and listen. Read along. Mình nghe trước này. Wake up, Mike. 1. My name is Mike. I ride my bike at 9 o'clock. Số 1. Vậy thì câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ có câu chuyện tên là Wake Up Mike. Wake Up Mike. Là thức dậy đi Mai đúng không? Wake Up Mike. Số 1 vừa nãy người ta đã đọc cho các bạn rồi, bây giờ mình sẽ nghe lại nhé. My bike. My name is Mike. My name is Mike. Đây câu đầu tiên này. My name is Mike. Được chưa? My name is Mike. Tôi tên là Mike. I ride my bike at 9 o'clock. I ride my bike at 9 o'clock. I ride my bike at 9 o'clock. I ride. Đấy, toàn những phần I mình đã học rồi đúng không? I ride my bike at 9 o'clock. Được chưa? Tôi đạp xe đạp vào lúc 9 giờ. Ok, vậy thì câu 1 đầu tiên mình sẽ có là
My name is Mike. I ride my bike at 9 o'clock. Được chưa? Các bạn đọc từ từ như là trong cái câu chuyện này, người ta đọc mẫu cho mình nhá. Phần 2 này. Two. I hike up to the pines at 10 o'clock. I hike up to the pines at 10 o'clock. I hike up. Tôi trèo lên đồi thông, đúng không? Vào lúc 10 giờ. Các bạn nhìn lại nhé. I hike up to the pines at 9 o'clock. Hoặc là chúng ta có thể đọc nối hike up thành hike up. I hike up to the pines at 9 o'clock. Được chưa? Thế thì bây giờ chúng mình cứ đọc từ từ thôi nhá. Đọc từng từ một này. I hike up to the pines at 10 o'clock. Rồi, đấy là số 2 nhá. Tiếp tục. Số 3 này. 3. I dive in the lake and swim in waves at 5 o'clock. Câu này thì hơi dài một chút, thế thì mình sẽ tách hai vế phần trước của chữ N và phần sau của chữ N ra thành mỗi bên một vế nhá. Đầu tiên cô sẽ có là I dive in the lake. Được chưa? I dive in the lake and swim in waves at 5 o'clock. Lại này, mình có những từ mới đã học rồi này. Dive, lake, waves. Đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ đọc từ từ nhá. I dive in the lake and swim in waves at 5 o'clock. Được chưa? At 5 o'clock. Rồi thế nhá, số 4 này. 4. It is time to wake up, Mike. Câu 4 thì cô sẽ có là It is time to wake up, Mike. Các bạn nghe lại nhé. It is time to wake up, Mike. Thế thì mình có thể nối wake up thành wake up. It is time to wake up, Mike. Đúng không? Rồi, thế thì bây giờ câu 4 của cô sẽ là đã đến giờ dậy rồi, Mike. Đúng không nào? Thế thì câu chuyện của cô hôm nay có tên là Wake Up, Mike. Bây giờ các bạn sẽ cùng nghe cô đọc lại lần nữa từ số 1 đến số 4 và các bạn về nhà sẽ luyện tập theo nhé. Ok, number 1. My name is Mike. I ride my bike at 9 o'clock. 2. I hike up to the pines at 10 o'clock. 3. I dive in the lake and swim in waves at 5 o'clock. 4. It is time to wake up, Mike. Được chưa nào? Thế thì bây giờ về nhà các bạn sẽ ôn tập lại cho cô và các bạn sẽ đọc lại cho cô câu chuyện này nhá. Rồi thì chúng ta sẽ có bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây nhá. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. New words. Bye bye.